và sau cùng là phần trình bày của Jackie Bong. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Jackie Bong với chương trình Những vấn đề phụ nữ. Xin kính chào quý vị và nhận định về bà Obama thuyết phục đảng Dân Chủ và cử tri Mỹ. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ngày 5 tháng 9 tại Charlotte, North Carolina, trước một cử tọa gồm 74.000 người tham dự. Bà vận động cho chồng bà tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2. Bà kể lại cuộc sống và việc làm đầy cố gắng, tìm phát triển nhiều chương trình giúp cho giới trung lưu và người nghèo mà ông Obama đã thực hiện trong 4 năm qua tại tòa nhà Bạch Ốc. Bà Obama cũng chia sẻ là Tổng thống Obama trước hết đấu tranh cho công bằng quyền lựa chọn và mức lương cho phụ nữ. Thứ nhì là giúp cho toàn dân Hoa Kỳ được hưởng dịch vụ y tế đồng đều. Và thứ ba, giải quyết nợ cho sinh viên, tạo cơ hội cho họ tốt nghiệp đại học như vợ chồng bà được hưởng khi còn trẻ và còn nghèo. Bà đưa ra dữ kiện chồng bà không chia rẽ đảng phái, luôn lắng nghe những ý kiến hay của mọi người, nghiền ngẫm trong đêm khuya các bức thơ người dân vất vả gửi đến ông. Bà khéo léo kêu gọi niềm tin của khối cử tri nữ như khối châu Mỹ Latin, muốn thu hút những nhóm thiểu số, nhóm người đồng tính, khối quân nhân, giới trẻ cũng như nhóm cử tri độc lập còn lưỡng lự. Bà cổ võ tất cả, không phân biệt chủng tộc hay giàu nghèo, đoàn kết và đặt niềm tin vào giấc mơ Mỹ, American Dream của mỗi người sống tại Hoa Kỳ vĩ đại này. Bà khiến cho tất cả hội trường đứng lên vỗ tay nồng nhiệt. Michelle động viên được sự phấn khởi của họ khi nói đến tinh thần phục vụ dân chúng không ngừng của Tổng thống trong nhiệm kỳ vừa qua. Sau khi bà chấm dứt phát biểu, 28.000 tweet nổi lên như cồn mỗi phút, khen tặng bà là người vợ gương mẫu, là một nguồn cảm hứng cho phụ nữ và giới trẻ. Bà bắn trúng vào trong tim khán thính giả, làm cho họ phấn khởi và lên tinh thần. Bà từng được nhìn nhận là một diễn giả thiên bẩm. Michelle Obama được tạp chí People chọn vào danh sách 100 người đẹp nhất thế giới vào năm 2009. Bà cũng được giới bình luận thời trang trên toàn cầu ca ngợi là thần tượng thời trang. Bà đúng là thứ vũ khí chồng bà cần để giúp ông tiến vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đống xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.